Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 60: Tôi chính mắt xem thấy quả báo của việc sát sanh. Tôi vào lúc trẻ vô tri, ưa thích săn bắn, cho nên tạo tác ác nghiệp rất nặng. Thời kỳ chiến tranh, những năm kháng chiến chống Nhật, cha tôi là một quân nhân. Hơn nữa, ông là một người quản lý quân cơ. Ông quản là những vũ khí, đạn dược, cho nên súng ống sử dụng rất thuận tiện. Tôi nhớ lại vào lúc đó, trong nhà chúng tôi có súng dài, súng ngắn, tổng cộng 7-8 cây, rất nhiều đạn dược. Cho nên cha tôi ngày ngày đi săn bắn. Ông dậy được rất là sớm. Khi trời vẫn còn chưa sáng thì ông đã dậy rồi. Đều kêu chúng tôi dậy cùng đi săn với ông. Mỗi ngày đều có vật đi săn mang về. Những ngày tháng đó đời sống rất khổ cực. Thế nhưng trong nhà tôi đều có thịt để ăn. Chúng tôi bắn chim, bắn giết dã thú. Chúng tôi cũng dùng thuốc nổ để đánh cá. Vào lúc đó tôi đi săn với cha tôi được 3 năm. Nếu không đi săn thì ở nhà luyện tập bắn. Cho nên khi còn trẻ, thuật bắn súng của tôi rất tốt. Trong 3 năm này, tôi giết hại chúng sinh rất nhiều. Đi săn, kết oán cừu rất nhiều. Cho nên ngay đời này, đời sống rất khổ cực. Tôi không thể đoàn tụ với người nhà. Tôi tin tưởng đây là nghiệp báo. Tôi sát sinh, làm cho cầm thú cả nhà không thể đoàn viên. Tôi phải nhận lấy cái quả báo này. Sau khi học Phật mới chân thật biết được mà sám hối. Cho nên tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, tôi liền ăn chay, phóng sinh, bố thí thuốc men, chuộc lấy tội lỗi ở quá khứ của mình. Cha tôi 45 tuổi đã qua đời, chỉ sống được đến như vậy. Quả báo của loại sát nghiệp đó hoàn toàn giống với trong kinh Địa Tạng đã nói. Ông là người rất lương thiện, đối đãi với người rất tốt. Thế nhưng sát sinh, đối đãi với động vật thì không tốt. Chính tôi đã nhìn thấy quả báo của việc sát sinh. Khi ông bị bệnh, cái bệnh đó chính là chúng ta gọi là phát điên, người nước ngoài gọi là bệnh thần kinh. Khi ông phát cuồng, xem thấy nước thì liền nhảy vào trong nước, vì giết cá quá nhiều. Nhìn thấy núi thì liền chạy lên núi, vì giết hại dã thú quá nhiều. Nhận chịu quả báo như vậy gần nửa năm thì ông ra đi. Việc này đã cho tôi một ấn tượng rất là sâu sắc. Từ đó về sau, tôi không còn dám đi săn bắn nữa. Tôi hiểu rõ rồi, nhân quả báo ứng không hề sót lọt mảy may nào. Cha tôi đã thị hiện cho tôi thấy quả báo của việc sát sinh, gọi là quả báo hiện đời, quả báo ở ba đường. Vô cùng đáng tiếc cho thời gian tôi tiếp xúc với Phật Pháp quá trễ. Khi tôi 26 tuổi mới tiếp xúc được với Phật Pháp.
Nếu như có thể sớm hơn được 10 năm thì sẽ không tạo ra những tội nghiệp này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.